nên bột khá là mịn. Vỏ này là vỏ bồ lời, vỏ keo bồ lời, rất là dễ nghiền. Bột rất là mịn. Wow. Đây, chúng ta xem. Rất là mịn. Đây là kết quả sau khi chúng ta nghiền lá quế, mùi rất là thơm. Chúng ta nghiền với cái lưới là 2 viên, rất là mịn. Các bạn xem, đây là kết quả. Đó, rất là mịn. Bột sau khi chúng ta nghiền thì nó sẽ rất là nóng. Nóng nhưng chúng ta sờ được. Đây, kết quả sau khi nghiền nhìn rất là mịn. Sau khi chúng ta nghiền đổ 2 viên, vì trầm có chất xơ cho nên chúng ta sẽ khó nghiền hơn những cái nguyên liệu khác. Đây là đậu mịn sau khi chúng ta nghiền với cái sàn nghiền 2 viên.